Bụi phổi là một cái bệnh nghề nghiệp. Thế thì người nào làm những cái nghề mà nó liên quan tới bụi, đặc biệt là bụi silic, thì sẽ bị bụi phổi rất là nhiều. Thí dụ mình làm ở xưởng đá, mình làm ở nơi khoan cắt, mình làm những cái việc gì mà có đụng chạm đến đá, cát, bụi, đặc biệt là những cái người mà hút thuốc lá đó, thì cái bệnh nó sẽ dễ dàng nặng Dạ. hơn. Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả thân mến và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề bệnh bụi phổi làm sơ cứng phổi không phục hồi. Nghề nào để có nguy cơ mắc bệnh? Về trả lời vấn đề này giúp quý vị hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thượng Vũ, trưởng khoa hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được kính chào Phó Giáo sư ạ. Chào Thanh Ráp và chào quý khán giả nghe đài. Dạ, đầu tiên xin phép nhờ bác sĩ có thể khái quát sơ qua bệnh bụi phổi hình thành từ những cái nguyên nhân nào, người làm những công việc, ngành nghề nào dễ mắc phải căn bệnh này nhất, thưa Phó Giáo sư? Vâng, mình có thể hiểu bệnh bụi phổi là một cái bệnh nghề nghiệp. Dạ. Như chúng ta làm ở trường quay chẳng hạn, đương nhiên là không có bụi và không có bệnh bụi phổi. Thế thì người nào làm những cái nghề mà nó liên quan tới bụi, đặc biệt là bụi silic, thì sẽ bị bụi phổi rất là nhiều. Thí dụ mình làm ở xưởng đá, mình làm ở nơi khoan cắt, mình làm những cái việc gì mà có đụng chạm đến đá, cát, bụi, thì trong cái môi trường đó thì những cái bụi nó bay lên, và mình thì lúc nào mình cũng phải thở, mình phải hít, mình hít phải cái bụi đó thì lâu ngày nó sẽ đọng lại trong phổi. Và ở một số người, đặc biệt là những cái người mà hút thuốc lá đó, thì cái bệnh nó sẽ dễ dàng nặng hơn, nó tăng cái nguy cơ bệnh bụi phổi. Khi đó thì họ sẽ có cái bệnh này. Dạ. Và một thông tin cho thấy trong danh sách 30 nghề nghiệp thuộc danh mục thanh toán bảo hiểm y tế thì bệnh bụi phổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ thêm là thực trạng mắc bệnh bụi phổi tại nước ta hiện nay như thế nào, độ tuổi nào thường gặp phải tình trạng này, thưa Phó Giáo sư? Thì cũng giống như cái trích dẫn mà Thanh Đáp vừa nói thì bệnh bụi phổi là một trong những cái bệnh nghề nghiệp thường gặp nhất. Năm 2011 là cái năm mà gần nhất mà mình có cái thống kê về bệnh bụi phổi, thì mình thấy là có tới hơn 27.000 người mắc cái bệnh bụi phổi do silic. Thì như vậy đây là, và nó chiếm khoảng 75%, coi như 3/4 các bệnh nghề nghiệp mà được theo dõi ở Việt Nam. Như vậy thì bệnh bụi phổi silic là một cái bệnh rất là quan trọng, thường gặp. Về tuổi mắc bệnh bụi phổi silic đó, thì người ta thấy bệnh nhân thường trong cái tuổi trẻ, cái tuổi làm việc, thường thường là các em nó là từ 18 đến 20 bắt đầu đi làm, tham gia vào những công trường, tham gia vào những cái nghề nghiệp mà có liên quan đến khói bụi. Thường thường thì trong đa số trường hợp là phải có thời gian tích lũy, phải có thời gian mà tiếp xúc với bụi phổi, thường thường là khoảng 5 năm. Thành ra là khi đó thì thường thường là cái độ tuổi trẻ từ 25 cho đến khoảng 40-50 tuổi. Dạ, và nhiều người lo ngại rằng việc mà môi trường và khói bụi, đặc biệt là ô nhiễm như hiện nay, hoặc là chúng ta sinh sống gần những nơi như là công trường, xí nghiệp, nơi chế tạo vật liệu xây dựng, gạch, v.v. sẽ dẫn đến bệnh bụi phổi. Thực hư thì điều này như thế nào, thưa Phó Giáo sư? Vâng, thì mình cũng nên hiểu là cái nghề nào, cái nơi nào mà có thực sự là bụi từ cát, đá, silic, thì nó sẽ gây bệnh bụi phổi. Thí dụ như là tụi này có một cái bệnh nhân là họ xử lý cao su mà bằng cát chẳng hạn. Thì trong cái quá trình đó thì bụi cát nó có thể làm mình hít phải cái silic. Thường nhất những cái nghề mà nguy cơ cao nhất là mình khoan, mình cắt, mình nổ đá, thì khi đó là cái bụi nó bay tung mù mịt hết lên. Chứ còn thí dụ như là đồng ý là những cái nơi mà làm gạch chẳng hạn đó, thì thực ra là mình thường thường mình làm gạch từ đất rồi mình bỏ vô cái lò nung,
Thì nếu mà không phải là có tình khoan cắt, có tình làm bụi bay tung mù lên đó, thì cái nguy cơ vẫn có, nhưng mà ít hơn là những cái nghề nghiệp mà liên quan đến đá, cát đó. Dạ, thưa phó giáo sư, bệnh bụi phổi thì nguy hiểm như thế nào? Diễn tiến của người mắc bệnh bụi phổi ra sao và các biến chứng mà người bệnh có phải đối diện là gì, thưa phó giáo sư? Cái nguy hiểm của cái bệnh này là điểm thứ nhất là cái lúc mà mình đang hít bụi thì mình không có thấy triệu chứng gì nhiều, mình có thể ho chút chút, rồi mình không có thấy cái triệu chứng gì nhiều. Tới hồi tiếp xúc 5-6 năm rồi, tới hồi mình bệnh rồi thì là mình lại chữa không được. Thành ra là mình phải hiểu là khi mà mình làm trong những cái môi trường đó thì phải hết sức là cẩn thận. Đúng ra mà nói thì bệnh nhân và cả người chủ thì phải biết là cái nghề nghiệp này dễ gây bệnh bụi phổi, và cho phép nhân viên mình được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm hoặc là hàng 6 tháng tùy thuộc cái nguy cơ. Ví dụ mà cái nghề đó người ta đã thống kê là có tiếp xúc với bụi silic tự do, thường thường là những cái đá liên quan đến đá thạch anh chẳng hạn, thì cái nguy cơ nó là cao hơn, thì khi đó phải làm 6 tháng một lần. Những cái bụi mà mang tính chất là không phải là silic tự do, ít có nguy cơ hơn, thì có thể là 1 năm một lần. Thì mình phát hiện sớm đó, thì mình mới chữa được. Chứ tới hồi mà bệnh rồi thì tổn thương sơ hóa phổi rồi thì không chữa được. Thành nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thưa bác sĩ, đối với căn bệnh bụi phổi thì có các cái triệu chứng nào để cảnh báo, thưa phó giáo sư? Thiệt tình mà nói đó, thì những cái triệu chứng cảnh báo bệnh bụi phổi rất là nghèo nàn và rất là dễ lầm lẫn với những bệnh khác. Thường thường thì phổ biến nhất là bệnh nhân ho, mà ho thì mình nhiễm siêu vi mình cũng ho, nhưng mà cái ho của bệnh bụi phổi thì nó có đặc điểm là nó sẽ ho kéo dài, ho ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Thành ra là nếu mà mình bị ho vậy đó, ho, thì mình nên lưu ý nếu mà mình làm trong cái môi trường có nhiều bụi khói. Bên cạnh đó thì những cái người mà hút thuốc đó, thì họ rất là dễ dàng tăng nguy cơ mắc bệnh bụi phổi. Thành ra là mình phải lưu ý là một người ho mà có kèm cái nền hút thuốc trong cái môi trường thì mình phải nghĩ tới bệnh bụi phổi liền. Như vậy thì bên cạnh ho đó, thì khi mà bệnh tiến triển hơn đó, thì bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng là khó thở. Thường thường là khó thở khi gắng sức. Mới đầu là mình có thể đi chạy bộ, xong rồi cái mình không chạy bộ được nữa, cái mình đi bộ. Mới đầu mình có thể đi 5 km, xong rồi mình đi dừng 1 km thôi mình đã mệt khó thở, rồi mình leo lầu không nổi, rồi mình hạn chế tất cả những cái hoạt động ngày thường của mình do mình khó thở. Thì đó là cái triệu chứng khó thở và giảm cái vận động liên quan tới bệnh bụi phổi. Và khi mà bệnh nhân của mình xuất hiện các triệu chứng này thì họ cần phải làm gì? Đối với các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh nào sẽ thực hiện để mà giúp các bác sĩ chẩn đoán đúng căn bệnh này, thưa phó giáo sư? Thì một khi mình đã làm trong một cái môi trường gọi là có khói bụi, có nguy cơ bệnh bụi phổi, thì mình phải có ý thức cảnh giác là mình sẽ dễ bệnh này. Cái người chủ cũng vậy, họ cũng tạo ra cái doanh nghiệp, họ tạo ra cái nghề nghiệp, họ biết đây là cái bệnh, cái nghề mà có thể gây, thì họ cũng phải khuyến khích nhân viên thứ nhất là đeo khẩu trang nè, rồi gì đó, có những cái biện pháp bảo hộ để giảm thiểu cái nguy cơ. Nhưng mà giống như Thanh nói, Thanh Ráp nói đó, khi mà mình đã có triệu chứng thì lập tức là phải đi khám liền. Thế thì đi khám thường thường bác sĩ sẽ gì? Sẽ cho những cái chẩn đoán hình ảnh, sẽ chụp X-quang, chụp CT scan, đánh giá những cái tổn thương. Thường bụi phổi là tổn thương mô kẽ, và cái tổn thương thường nó có tính đối xứng, nó hai bên, lâu lâu nó cũng có hạch. Hạch nó là những cái hạch gọi là rất là đặc trưng, nó vôi hóa dạng phổ trứng. Thì khi đó là mình có thể nói có bệnh bụi phổi. Bên cạnh đó thì bác sĩ sẽ cho làm những cái xét nghiệm đánh giá cái chức năng phổi nó suy giảm tới mức nào, rồi đánh giá coi là nó ảnh hưởng qua tim chưa. Thì với đầy đủ các xét nghiệm vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn mình thứ nhất là có bệnh bụi phổi không, nặng tới mức nào và chữa ra làm sao.
Dạ, hiện nay thì có những cái giải pháp nào để điều trị căn bệnh này thưa Phó Giáo sư, và liệu rằng có hồi phục hoàn toàn được hay không ạ? Thì xin trả lời cái câu hỏi sau trước là rất là đáng buồn, là mình lỡ bị bệnh rồi, mình không có chữa được, dạ, nó không có hồi phục. Thành ra phát hiện sớm là quan trọng nhất. Dạ. Nếu mà mình biết cái bệnh, cái nghề đó có nguy cơ, ông chủ và mình cùng đồng thuận là cứ năm mình chụp lần, năm mình chụp lần, mình mới thấy cái gì đó xí xí thôi, mình ngưng ngay cái công việc đó, thì cái khả năng gọi là chữa lành, cái khả năng bệnh không tiến triển là có. Mình phải hiểu là bệnh bụi phổi ở một số người rất là nguy hiểm, là nó có thể là mình tiếp xúc trong thời gian 5-6 năm đó, rồi cái mình không làm nữa mà nhiều khi nó vẫn tiến triển tiếp. Yeah. Thành ra là mình thấy là có hơi một chút là phải ngưng công việc đó liền. Rồi sau đó là phải theo dõi với bác sĩ để điều trị tiếp. Thì những cái phương tiện điều trị thì có nhiều, nhưng mà nhìn chung có hai loại chính. Thứ nhất là điều trị triệu chứng. Yeah. Mình ho cho thuốc ho, mình khó thở cho thuốc khó thở. Và thứ hai là điều trị những cái hậu quả của nó, giống như là mình bị tuột oxy thì phải cho thở oxy, mình bị suy tim thì cho điều trị suy tim. Yeah. Nhưng mà nói thẳng ra là không có thể đảo ngược lại cái quá trình sơ hóa, không có thể đảo ngược lại cái quá trình mà bụi nó đã đọng ở trong phổi rồi. Thành ra là cái việc chữa là rất là khó khăn. Dạ. Như Phó Giáo sư vừa chia sẻ, đối với căn bệnh thì không có cách nào để mà chữa khỏi hoàn toàn. Về phương pháp điều trị thì cũng sẽ điều trị các triệu chứng và điều trị những cái tổn thương sau đó thôi, cũng không có thuốc điều trị đặc hiệu. Và chỉ đối với những cái bệnh nhân mà chẳng may mắc phải căn bệnh này thì có những cái giải pháp nào để mà nâng cao cái chất lượng cuộc sống và kéo dài hơn cái tuổi thọ cho họ thưa Phó Giáo sư? Vâng, những cái giải pháp mà hỗ trợ đó thì rất là nhiều. Thí dụ như là mình biết là đây là một cái bệnh phổi mãn. Yeah. Thì bệnh nhân rất là nên chích ngừa vaccine. Mỗi năm một lần phải chích ngừa vaccine cúm. Đối với vaccine phế cầu đó, mình thì có cái vaccine gọi là đa giá đó. Thì những cái vaccine này sẽ bảo vệ được phế cầu. Và nếu mà mình dùng vaccine mà cộng hợp đó, yeah, thì nó sẽ tăng cái khả năng nhớ. Chính vì vậy mà mình chỉ dùng, đối với phế cầu thì mình chỉ dùng một lần thôi, thì cũng được rồi, mà không phải lặp đi lặp lại. Bên cạnh đó thì vaccine ngừa Covid chẳng hạn cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Thành ra là khi nào mà mình có vaccine Covid thì tự nhiên cũng phải chích. Bên cạnh đó thì cái việc mà điều trị những cái triệu chứng giống như là khó thở, suy tim, suy giảm oxy là cần thiết cho bệnh nhân để cho cái chất lượng cuộc sống tốt nhất. Việc mà hỗ trợ bệnh nhân sống trong cộng đồng bằng cách là cung cấp xe lăn hoặc là cung cấp bình oxy để bệnh nhân có thể di chuyển đi đi siêu thị chẳng hạn với một cái bình oxy thì cũng sẽ làm chất lượng cuộc sống tốt hơn. Dạ, mọi người cũng hay đùa với nhau là nghề chọn người chứ người không có chọn nghề. Vậy thì đối với những cái nghề đặc thù, cái tính chất công việc mà dễ dàng mắc phải căn bệnh này vì một số lý do, chúng ta tiếp nối nghề gia truyền và chúng ta nuôi sống, nâng cái mức thu nhập cá nhân lên và không thể bỏ được cái nghề này, thì chúng ta có những cái giải pháp nào để mà phòng ngừa căn bệnh bụi phổi hay không? Và khi mà có nhiều người đặt câu hỏi là khi mà làm về thì liệu rằng có cách nào để mà mình có thể rửa sạch những cái bụi bẩn, nói vu vơ là rửa sạch những cái bụi bẩn trong phổi ra khỏi một ngày làm việc như vậy hay không thưa Phó Giáo sư? Thực ra là đây là cái câu hỏi có lẽ là tôi đánh giá là quan trọng nhất. Dạ. Là tại vì giống như nói mình chữa không có được. Dạ. Mình chỉ làm sao mình phòng ngừa thôi là dạ, quan trọng nhất. Thế thì phòng ngừa có lẽ là nó đến từ những cái cấp cao nhất. Dạ. Tức là thí dụ như là Bộ Y tế hay là những cái hội nghề nghiệp. Mình phải biết là một số nghề là ở nước khác người ta đã thống kê, trong y văn người ta đã nói là những nghề đó là nguy cơ rất là cao, đặc biệt khi mình tiếp xúc với bụi silic mà dạng tự do, tức là thường hay gặp trong thạch anh chẳng hạn đó, thì những cái nghề đó phải rất, làm rất là rõ là nguy cơ cao. Thì bản thân người chủ khi tuyển công nhân vô phải nói là cái nghề này là nguy cơ cao nha, vân vân các thứ nha. Bản thân là Bộ Y tế khi cấp phép phải bảo là các anh chủ anh phải cam kết là mỗi khi bệnh nhân có bệnh nghề nghiệp là anh phải chi trả cái
tiền lương chi trả cái bảo hiểm cho người ta suốt cuộc đời vân vân các thứ đó, thì mình sẽ cân nhắc bảo là ôi dồi bây giờ lập ra một cái doanh nghiệp với những cái nghề như vậy á, cái phí tổn có thể tốn kém rất nhiều, vậy thì mình có lợi hay không, nhiều khi là thôi mình đừng có thành lập doanh nghiệp đó. Nhưng mà đúng như Thanh nói thì thỉnh thoảng có một số nghề thí dụ giống như là đẽo khắc đá đó, mình nó là nghề gia truyền rồi mình bỏ không được thì sao, thì mình sẽ nâng cấp cái công nghệ. Hồi xưa thì mình dùng cái khoan, mình dùng cái cắt mà trực tiếp không có nó gây bụi, thì bây giờ mình làm khoan cắt nào mà nó có một cái tia nước luôn, thì nó rửa ngay đó, nó hạn chế bụi ngay đó. Và đương nhiên là cái việc dùng bảo hộ lao động rất là quan trọng ha, tối thiểu là phải có một cái khẩu trang. Thường nữa đối với nghề nguy cơ cao ha, thì người ta đeo luôn một cái gọi là cái mặt nạ, đeo cái mask ha, để mà hạn chế cái bụi bặm. Rồi bước kế tiếp là phải tầm soát sớm, định kỳ thường xuyên khám sức khỏe. Và những cái người đó chắc chắn là không nên hút thuốc, tại vì hút thuốc là gây tăng nguy cơ. Như vậy cả một cái quá trình bao gồm từ luật pháp, bao gồm từ Bộ Y tế, bao gồm từ hội nghề nghiệp, chủ doanh nghiệp, người lao động, thì mình làm tất cả những cái biện pháp đó thì mình ngăn ngừa, mình phòng chống, thì bao giờ cũng tốt hơn là để nó bị rồi mới chữa. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của Phó Giáo sư trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. Và quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Thanh Rob xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Mình chúc quý vị cùng với người thân sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau ạ.